Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Bách mang đến cho các anh một bộ Com 5, hệ thống loa vi tính của Bose được rất nhiều khách hàng biết đến. Tuy nhiên, theo như tham khảo của Bách trên các diễn đàn đồ chơi âm thanh, có nhiều khách hàng đánh giá cao về chất lượng âm thanh của bộ này. Kèm theo đó cũng có rất là nhiều cái đánh giá kém về cái chất lượng của nó. Thế thì nguyên nhân là tại vì sao? Hiện tại một bộ Com 5 với tình trạng tốt, đầy đủ phụ kiện zin kèm theo và có chế độ bảo hành rõ ràng thì giá bán của nó sẽ là 7 triệu rưỡi. Thì chúng ta có thể hình dung là với mức giá này, nếu Com 5 nó không hay hoặc nó không có điểm nhấn gì đó đặc biệt á, thì chắc chắn sẽ rất ít người chơi và sẽ không bao giờ có được một cái lượng khách hàng đông đảo biết đến như là thời điểm hiện tại. Sau khi tìm hiểu thì Bách thấy phần lớn những cái đánh giá chưa tốt nó phát sinh nguyên nhân từ việc chúng ta khai thác chưa đúng cách và chưa rõ về cái khả năng đáp ứng của dòng Companion mà Bose phát hành. Ở đây thì có một cái ví dụ điển hình, các anh có thể thấy là những cái hệ thống Hi-Fi từ trung cho tới cao cấp á, khi trình diễn thì họ sẽ set up trong một cái phòng và có một hoặc hai hàng ghế gì đó với vị trí cố định. Và đó cũng là cái khoảng cách để người nghe có thể nhận được cái phản hồi tốt nhất từ cái hệ thống âm thanh. Tương tự thì dòng Com 5 cũng sẽ hoạt động theo cái nguyên lý giống hệt như vậy. Và đây là cái dòng sản phẩm được hãng thiết kế để sử dụng cho cái cự ly ngắn. Ví dụ như chúng ta để loa trên bàn làm việc và mình ngồi với khoảng cách chỉ từ nửa mét cho tới một mét. Nghe nhạc ở cường độ cao, có nghĩa là mức âm lượng lớn á, thì các anh vẫn thấy được cái độ rõ nét trong tiết tấu âm sắc, không có bị chói tai ha. Trên trải nghiệm thực tế thì Bách thấy là những cái khoảng cách giới hạn từ 3 cho tới 5 mét thì cái khả năng phản xạ âm thanh của nó vẫn rất là ổn. Nhưng mà xa hơn thì đương nhiên là nó sẽ loãng. Nhưng mà khoảng cách từ 3 tới 5 mét cũng đã khá là rộng rồi các anh. Tại vì các anh thấy là phòng của mình hiện tại bây giờ nó trung bình nó chỉ khoảng từ 20 cho tới 25 mét thôi, thì khoảng cách đó cũng đã rất là ổn rồi ha. Thêm một nguyên nhân nữa dẫn đến những cái trải nghiệm không tốt, đó là ở phía sau lưng súp của Com 5 nó sẽ có một cái biến trở để chỉnh tiếng bass, để chỉnh cường độ tiếng bass. Nhiều anh thì vẫn giữ quan điểm là hành trình của biến trở nó tới đâu mình có thể vặn hết cỡ tới đó. Thì đúng là mình có thể vặn hết cỡ, nhưng mà không riêng gì Com 5 đâu. Các anh có thể để ý những cái biến trở trên âm ly nè, rồi biến trở trên súp điện. Khi chúng ta để ở cái mức hiệu chỉnh từ 50 cho tới 70% á, thì mình nghe cái tiếng nó rất là gọn. Nhưng vừa cái ngưỡng 7, 80, 90% cho tới hết khung luôn á, thì nó lại dần dần bị méo tiếng và cái tiếng nó không có dứt khoát nữa. Thì mình nghe cái chất lượng âm thanh của nó sẽ bị kém đi. Nó chỉ tăng cái độ ồn và nó làm cái cường độ nó mạnh lên thôi, chứ rõ ràng là cái chất lượng âm thanh nó sẽ không có cải thiện. Nếu các anh đang muốn tìm một cái bộ sản phẩm đẹp, thiết kế gọn gàng và chất lượng âm thanh tốt để phục vụ cho những cái không gian và những cái khoảng cách tương đối thì các anh có thể nghiên cứu bộ này, chất lượng âm thanh rất là hay nha. Nhưng nếu như phòng của các anh mà nó quá lớn, khoảng 30-40 m², hoặc là các anh thích một cái cường độ nó thật sự mạnh, thật sự ồn ào, thì các anh có thể nghiên cứu những cái dòng lớn hơn, ví dụ như là Bose 321, Freestyle hoặc là Cinemate. Đây cũng là những cái hệ thống loa tích hợp sẵn công suất của Bose, giống như là cái bộ Com 5 vừa rồi, nhưng mà nó sẽ đáp ứng cho những không gian lớn hơn. Thì cái này là tùy vào mục đích nha các anh. Quay trở lại với sản phẩm chính của chúng ta, thì đây cũng là bộ mà Bách mua đấu giá ở bên Nhật về, chạy một dòng điện 100V nha. Đầy đủ những phụ kiện zin kèm theo, chúng ta sẽ có một sợi dây cáp nguồn, một cục tiếp nhận tín hiệu, và bên trên này nó sẽ kiêm luôn cả cái vai trò là bật tắt nguồn cảm ứng và tăng giảm âm lượng ở đây. Chúng ta có thể xoay cái này để tăng giảm âm lượng hả các anh. Đây là hai cái loa vệ tinh hai bên, và bên trong thì mình sẽ có hai loa jack. Tình trạng của nó còn rất là mới nha, các anh có thể thấy ở đây. Từ phần chân này, mặt sau, mặt trước, cái này cũng vậy, rất là hoàn hảo ha. Hầu như là không có gì để chúng ta phải chê trách về mặt hình thức cả. Đây là phần loa súp, và các anh thấy là phần mặt trước của mình cũng đẹp này. Logo của Bose còn rất là rõ. Chính giữa thì nó cũng tương tự như là các cái dòng loa súp khác của Bose thôi. Mình sẽ có hai mặt nạ nhựa trước sau. Thân giữa của nó sẽ là ván công nghiệp được dán sim ly. Cái này còn rất là đẹp các anh, hoàn toàn không có bị cấn mẻ gì đáng chú ý ha. Xước xát chút chút thì sẽ có, nhưng mà tình trạng chung thì rất là đẹp. Các anh quan sát luôn về cái phần cạnh dưới này, rất là thẳng nha, hoàn toàn không có những cái chi tiết nào để chúng ta phải quan ngại cả. Bách sẽ quay luôn cái phần mặt sau để các anh xem rõ hơn. Ở phía sau cái súp này, hôm qua Bách dán hai cái cục cao su để Bách kê cho nó khỏi bị cày á các. Thành ra là bây giờ nó bị dính. Rồi, chúng ta còn một cái bộ tem còn rất là trắng ha, đặc trưng của những sản phẩm mà chưa sử dụng ở Việt Nam này. Chúng ta sẽ có một cái biến trở chỉnh bass như lúc nãy Bách chia sẻ với các anh. Thì trung bình á, mình để ở cái ngưỡng này là Bách thấy tiếng đã rất là tốt rồi. Anh nào mà thích tiếng bass dài dài một chút thì mình có thể tăng lên tới đây. Còn vặn kịch khung lên như thế này thì
rõ ràng là không có thiết bị nào nó hỗ trợ tốt được á, tất cả những giá cắm của nó ha. Cái này thì sản xuất ở Mexico rồi, bộ này với mức giá bán là 7 triệu rưỡi, đầy đủ những phụ kiện zin kèm theo và sẽ được bảo hành trong vòng 3 tháng nha. Nếu các anh có thêm những thắc mắc hay nhu cầu gì phát sinh, các anh vui lòng gọi trực tiếp với Bách qua số điện thoại trên tiêu đề của video nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh trong các video lần sau ạ.